trên kênh tiktok của thầy thì thầy đã làm các cái tab về môn toán đó là lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8 và có một phần đó là thầy ghi là tản mạng tức là những cái bài toán mà nó không thuộc lớp nào cả mà chúng ta có thể bàn luận với nhau cho vui hoặc những cái câu chuyện đời sống chúng ta có thể kể với nhau rồi thì chúng ta cho nó vào đây thế thì thầy mới chợt nhận ra là cái kênh của thầy nó vẫn còn thiếu một cái mảng mà thầy có thể làm thầy nghĩ là tương đối tốt để hỗ trợ cho bọn con đó là phần sách và kể chuyện ở trên kênh khác ấy thì thầy đặt cái danh sách phát đó là nói với học trò thì ở trên kênh tiktok này thầy sẽ để một cái tab tên là kể chuyện nhá nói với học trò ở cái danh sách phát này thầy đã có vài chục video rồi tại vì kênh đó thầy đã làm được bốn năm năm nay thầy nói về vấn đề gì các bạn học sinh có thể hỏi thầy là ở vấn đề copy bài ở trên lớp con đi học xong rồi hôm nọ giờ kiểm tra thì có bạn bên cạnh con là nhìn bài của bạn khác thì đoạn đấy được điểm cao và bây giờ con cũng có cơ hội để nhìn bài của bạn bạn kia kìa cũng là nhìn cái bạn đấy bạn học giỏi ở phía trước mặt đấy thì con có nên nhìn bài hay không? thầy cho con lời khuyên đó thầy có thể nói với chúng ta về vấn đề như vậy rồi là vấn đề mà chúng ta thích thích nhau gọi là tình yêu tình yêu tuổi học trò thì cũng có thể chia sẻ cho chúng ta những cái góc nhìn với tư cách là một người lớn một giáo viên mà không phải là góc nhìn của người trong cuộc hay là của bạn bè bằng bằng tuổi đấy thầy có thể tư vấn cho bọn con rồi những cái tình huống khác mà chúng ta gặp ở trong quá trình chúng ta đi học ấy rồi là bạn thân này rồi là ganh đua này rồi điểm số này rồi thành tích rồi định hướng nghề nghiệp hoặc là tiêu chí chọn chọn nghề hoặc là nói về đam mê sở thích của bọn con thì bây giờ hoặc nói như việc là chúng ta nghiện game chẳng hạn thì bây giờ chúng ta thầy thầy có thể nói với chúng ta một chút để chúng ta biết rằng là việc chơi game nó không hoàn toàn là xấu xa đến mức tuyệt đối nhưng mà chúng ta chơi nó phải có chừng có mực hoặc là phải biết chơi nó có quy định nó có ngày giờ nó có kỷ luật hoặc là chơi những cái game mà nó nó như thế nào thôi chứ những cái game mà nó ví dụ như là nó bạo lực quá chẳng hạn thì cũng không lên đúng không đấy kiểu kiểu vậy để có thể tâm sự với chúng ta hoặc chia sẻ tư vấn cho chúng ta một chút rồi cái mảng thứ hai thầy nghĩ thầy làm làm được đấy là phần phần nói về sách bởi vì vốn dĩ trong kênh ấy trong các kênh và các nền tảng mà thầy tạo ra thầy vẫn mà mà liên quan đến toán ấy thầy vẫn muốn nói là gì chúng ta cần phải biết tự học và thấy rất mong muốn là chúng ta có cái kỹ năng tự học bởi vì khi mà chúng ta tự học được ấy, chúng ta không bị phụ thuộc vào việc chúng ta phải đăng ký khóa học này hay học cái lớp học kia tức là chúng ta phải bỏ tiền ra đi học thêm mà phải nhờ thầy cô hướng dẫn giảng giải cho chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành một cái người tương đối là bị động thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành người chủ động chủ động để tự học mà muốn tự học thì chúng ta phải biết đọc sách đọc sách là nói 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 chung chung thế chứ ví dụ đọc sách điện tử hoặc là học ở trên mạng cũng là đọc sách cũng coi như là đọc sách đi nhá đọc sách giấy thì hiển nhiên là đọc sách rồi thế tại sao việc đọc sách nó lại vô cùng quan trọng tại vì chúng ta không thể nào có đủ thời gian công sức để mà đi đến tất cả các nơi rồi đi đến tất cả các lớp học rồi là cũng không thể nào có đủ nhiều tiền mà tham gia rất nhiều khóa học được có những khóa học rất là đắt thế nhưng mà với kỹ năng tự học thì chúng ta hoàn toàn có thể là học qua video này đọc sách giấy này hoặc là nghe các thầy cô giảng like này đúng không thì chúng ta cũng hiểu được phần nào mà và việc đọc sách sẽ giúp cái tư duy của chúng ta thay đổi vô cùng nhiều đọc sách sẽ khiến cho cái nhận thức cái nhận thức nó thay đổi rất là nhiều mà nếu chúng ta biết chọn sách và chúng ta tìm được những cái quyển sách đúng những quyển sách có giá trị thì cái sự thay đổi này là theo chiều hướng tốt hơn chứ không có thể nào mà đọc những quyển sách truyền cảm hứng đọc những quyển sách phát triển bản thân đọc những quyển sách nói về kỹ năng giao tiếp mà xong rồi mọi thứ của chúng ta nó lại tồi đi được đúng không nào có phải tốt hơn chứ nhưng mà nhưng mà chúng ta có biết sách nào không rồi thầy đã từng đọc sách nào thì cái câu chuyện này là thầy có thể chia sẻ với chúng ta được nha